Hôm nay là thứ hai, ngày 14 tháng 8. Hôm nay trời mưa và nắng. Bắt đầu học tập tiếng Việt cho tôi nhé. Đầu tiên vàng Thiên Trung, bắt đầu nhé.和他的性格、爱好、看什么书、看什么电影、和什么人接触有很大关系。不允许病。首先，我们要学会选择内容，这些内容应该是你感兴趣的、你想学习的、你能够表达自己的想法以及性格的内容。第二，你选择一个合适的学习和模仿对象。有可能这个人提供的内容是你特别感兴趣的，又或者他的发音非常的清楚而且标准，是一个好的模板对象。再或者这个人很擅长给你正确的反馈，什么叫正常的反馈？正常的反馈就是高质量的反馈，也就是这个人可以鼓励你说的更多、更自信的表达、更想去表达。而不是让你越来越害怕说话，越来不想说话。最后，我想说一说口音。很多语言学习者都很在意自己的外国口音。我是英语20多年了，我之前在一次中国口音，为什么我说英语的时候总是有中国口音？我真希望说的像《Friends》里面的美式英语一样，那好听。可是慢慢的，我发现了一个问题：语言它不仅是声音，它不仅仅是声音内在的，而内在包括你的性格，包括你想表达的内容，还有思想，你的思想。因为只有内容、性格、思想，它都是和你这个人保持一致的，那么。说的语言才是真正属于你的中文，所以这个为什么我意识到外国国音就是没有那么的重要，没有那么的紧急。更重要的是，我应该快以这种我想说思想和内容。他以为看完明白了一件事情，那就是原来什么是母语水平，每个人的期待和想象是不一样的。比如。这些人可能是在日常生活中可以用自己口语地道的表达和中国人来交流，而且听不出外国口音。那么这样的朋友，也许他需要特别努力的关注日常生活的对话情景，也可以练习自己的发音。那另外一些人，母语水平意味着他进入到某个领域正面来学习。现在我们可。大的目标变得具体，你想成为一个什么样的母语使用者的？因为只有把目标变得具体而现实，and realistic，那么才有可能实现它，走出你的第一步。把刀填别点，你别走。사면홍도뛰던게초강눈가에라도못주다엔컴비다사와인컴디둔게초강눈가에라도못주다엔컴비다엔도테나이바조메토이노이다아이바베에틱디조이바조거든건도테나이바조메토이노이다I bought antiques about Gaudium. Such a kia don't wait any. Chuda y moiso za tiny and dechi. Such a kia don't wait any. Chuda y moiso za tiny and dechi. Voi, se kia la se zi dea. Tote. Se container de gon.
Voi, se chiede la stessa idea, tote? Se contiene dei con? Em chắc chắn mang, xem đi đồn này chưa? Đúng rồi, đến đây xem kia thì sang đường anh nhé. Em chắc chắn mang, sang đi đồn này đúng chưa? Đúng rồi, đến đây xem kia thì sang đường anh nhé. Nay cậu đi học bằng gì đấy? Tôi đi xe buýt, mệt quá. Nay cậu đi học bằng gì đấy? Tôi đi xe buýt, mệt quá. Này, đi bộ lên đường gì ô tô rồi kia? Đường vắng mà, không sao đâu. Nguy hiểm lắm, cậu đi sắp lên lề đi. Này, đi bộ lên đường gì ô tô kia? Đường vắng mà, không sao đâu. Nguy hiểm lắm, cậu đi sắp vào lề đi. Tại sao cao su ta biết chốc kia, cậu đi cẩn thận nhé, cẩn thận đấy. Tôi biết rồi, không phản thân, không cẩn thận. Cảnh sát giao thông ngồi phía trước kia, cậu đi cẩn thận nhé, cậu đi cẩn thận đấy, tôi biết rồi, không phải thân. Bên mình kia, chúng ta vừa đi xem, giờ thì tên tôi kia, nguy hiểm quá. Bên mình kia, chúng ta cậu vừa đi xem, vừa đi tên tôi. Bọn mình kia, nguy hiểm quá. Sao đường hôm nay bạn thế bọn sắp tết rồi, mọi người nghĩ là bệt quyết hết rồi nên bạn cũng à. Sao đường hôm nay bạn thế bọn sắp tết rồi, mọi người nghĩ là tết hết rồi một nên bạn cũng à. Cái giờ chút tổ, mô đốt xe, khi nào mới kéo cả, không biết 途中から。これ行こうか。足元、行き過ぎちゃった。行っちゃった。いらん方行っちゃった。道でよく使う会話な。この辺から行こうか。chú chở tôi dạo Chú quanh cho hồ tôi đang này có với. hoàn nào với. Xích lô chở Xin giá thế là trở nào ra. vậy chú? Thế nào vậy chú? 200.000 một 200 ký nghìn luôn nhé. một tiền có nhé. Chú chở tôi Chú dạo cho quanh hồ tôi này với. dạo khoảng hồ này với. Anh ơi, Anh ơi, đường này xe đoạn máy này có xe đi được máy không có đi được ạ? không ạ? Không em Không ơi, em ơi, em nhìn biển báo bên kia. anh nhìn biển báo kìa kìa. À vâng, À em vâng, cảm ơn anh ạ. em cảm ơn anh nha. Anh Anh ơi, ơi, đường này xe đoạn máy này có xe đi được máy không có đi ạ? được không ạ? Không em Không em ơi, ơi, em nhìn biển báo bên em kia. nhìn biển báo kìa kìa. À vâng, À em vâng, cảm ơn anh ạ. em cảm ơn anh nha. Anh ơi, Anh đi ơi, chậm lại đi thôi, chỗ đến lại vào giờ tôi kìa. đến văn rồi kia. Ừ, anh biết Ừ, rồi. anh biết rồi. Anh Anh ơi, đi ơi, chậm lại đi thôi, chậm làm đến vào tôi giờ kìa. đến văn rồi kia. Ừ, anh Ừ, biết rồi. anh biết rồi. Sao anh Sao không anh đi đường không kia đi cho đường gần? kia cho gần? Đường đấy là đường Đường một đấy chiều là đấy, đường một em không chủ biết đấy, em không biết à? Sao anh không Sao đi anh đường kia không đi cho đường gần? kia chỗ gần? Đường đấy là đường Đường một đấy chiều là đấy, đường em không một biết chỗ ạ. đấy, em không biết à? Các đường thế Các cái này đường thế bao này, giờ mới tới bao nơi giờ mới đấy? tới nơi đây? Ai bảo em Ai đi bảo chơi vào em giờ đi cao điểm? chơi vào giờ cao điểm? Các Các đường thế cái này đường thế này, bao giờ mới tới bao nơi giờ đấy? mới tới đây, tới nơi đây? Ai bảo em Ai đi bảo chơi vào em giờ cao tiếp điểm? đi chơi vào giờ cao điểm? Sao chỗ Sao kia chỗ đông người kia thế đông nhỉ? người thế nhỉ? Chỗ đấy Chỗ mới xảy ra tai đấy nạn đấy chị. mới xảy ra tai nạn đấy nhỉ? Sao chỗ kia Sao đông chỗ người kia thế đông nhỉ? người thế nhỉ? Chỗ đấy Chỗ mới xảy ra đấy tai nạn đấy mới chị. xảy ra tai nạn đấy chị? Bố ơi, Với xe kia là xe xe gì kia thế là ạ? xe gì đấy à? To thế. To thế? Xe Xe container đấy con. container đây con.
Voy, sé que a la sé si de ella. ¿Dónde? Sé con te no de con. Em chắc chắn mang xem đi đường này đường chua. Đúng rồi. Đến đèn xanh kia thì sang đường anh nhé. Em chắc chắn mang xem đi đường này đường chua. Đúng rồi. Đến đèn xanh kia kia thì sang đường anh nhé. Nay cậu đi học bằng gì đấy? Tớ đi xe buýt. Mệt quá. Nay cậu đi học bằng gì đấy? Tớ đi xe buýt. Mệt quá. Này, đi vào làn đường của ô tô rồi kìa. Đường vắng mà, không sao đâu. Nguy hiểm lắm. Cậu đi sát vào lề đi. Này, đi vào làn đường của ô tô rồi kìa. Đường vắng mà, không sao đâu. Nguy hiểm lắm. Cậu đi sát vào lề đi. Cảnh sát giao thông ở phía trước kia, cậu đi cẩn thận đấy. Tớ biết rồi. Tôi phòng dây. À, không phòng dây, không phòng dây. Cảnh sát giao thông ở phía trước kia, cậu đi cẩn thận đấy. Tớ biết rồi. Không phải dây, không phải dây, không phải dây. Mẹ nhìn kia, chú kia vừa đi xe vừa... Nghịch điện thoại kìa. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. Mẹ nhìn kia, chú kia vừa đi xe vừa nghịch điện thoại kia. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. Sao đường hôm nay bảo thế vô nhỉ? Sắp Tết rồi. Mọi người nghỉ làm về thuê Tết rồi. Bạn có nào? Sao đường hôm nay bảo thế vô nhỉ? Sắp Tết rồi. Mọi người nghỉ làm về quê ăn Tết rồi nên bạn có nào? Sao mày前回は金谷坂を登り切ったらか下って一回下降りてから菊川を越えてまた牧之原とか西予のなんとか登ってくる感じだな。どこまでかな12分だから、まあ登り始めだね。石畳に一回階段を登っていく感じだね。はい、終了。